Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn dùm cái nút đăng ký ngay đây nè để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung vô cùng bức xúc các bạn. Thật sự tôi không muốn mà tên kênh của tôi có những bản tin như thế này. Thật sự tôi muốn có một cái mà gọi là văn minh hơn. Nhưng sao mà cứ sự việc trên xã hội lại càng ngày càng phức tạp các bạn. Cụ thể hôm nay lại một hành vi nữa. Một người con lại bạo hành cha già của mình đó, lại là tội bất hiếu, rạch nát đầu của cha mình luôn để giành đất đai. Các bạn thấy có phản nội hay không? Cụ thể nó như thế này nè: người con trai nghi rạch nát đầu cha 74 tuổi để giành đất, liệu sẽ đối diện mức án phạt nào? Đó. Cụ thể ông T nghi bị con trai và cháu hành hung để ngăn ông bán đất lấy tiền chữa bệnh. Theo luật sư, hành vi của con cháu ông T nếu có thì không có những hành vi nghiêm trọng pháp luật mà còn đi ngược lại với đạo đức xã hội nữa các bạn. Có thể bị truy tố về tội giết người với tình tiết tăng nặng rất nhiều. Công an tỉnh Phú Yên đang thụ lý điều tra vụ ông T, 74 tuổi, ngụ thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An ở Phú Yên, nghi bị con và cháu đánh đến nguy kịch. Theo lời của ông T, vụ việc xảy ra do người con trai trưởng đó muốn được hưởng thêm một lô đất sau khi đã được chia 6 lô nên ngăn ông bán đất để chữa bệnh. Bực tức vì cha không đồng ý, người con trai của ông T này cùng cậu con trai đã sử dụng hung khí nguy hiểm đánh đập dã man ông lão 74 tuổi này. Các bạn thấy không? Mấy cái thằng này sao mà nó tham dữ các bạn. Chia cho 6 lô đất rồi mà còn đòi thêm một lô nữa. Trong khi cha già của mình bệnh thì thôi, để ông bán đi. Nếu cái thằng mà biết điều á, nó sẽ bán luôn cả 6 lô mà vừa được chia để chữa bệnh cho cha kìa. Chứ không phải mà như cái thứ này đâu. Hy vọng tôi chưa đọc tới phần dưới, nhưng mong mức án dành cho tin này phải là tử hình mới hả dạ các bạn. Thứ này nó đâu còn tin người nữa, để nó sống để làm gì. Bước đầu đại tá Lương Tấn Vĩnh, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Phú Yên xác định đây nè, có dấu hiệu của tội giết người á nghe. Nếu quan điểm luật sư Nguyễn Anh Thơm đoàn luật sư Hà Nội cho rằng nếu xác minh vụ việc theo đúng lời của nạn nhân thì hành vi của con và cháu của ông Tây không những vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn đi ngược lại đạo lý xã hội, trái với lương thường đạo lý. Con cháu mà bất hiếu với cha mẹ thì hồi xưa nói là con bất hiếu sai cưa đốt giả, mổ bụng ra mà phanh rã tim gan, luân hồi trở lại tầng gian, sanh làm tâu chó đội mang lông sừng các bạn. Đó, tôi đọc để cho các bạn nghe được cái câu đó thấm. Hãy yêu quý cha mẹ mình hơn. Cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bởi đây là việc làm bất nhân bất hiếu, đang tâm hành xử dã man tàn bạo với ngay chính người cha, người ông ruột rà của mình, luật sư Thơm nhấn mạnh. Và theo luật sư Thơm, hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm theo như lời ông Tê kể, tác động vào vùng đầu nạn nhân là vùng trọng yếu trên cơ thể gây thương tích nặng, là hành vi nguy hiểm đến tính mạng. Từ đó luật sư cho rằng có thể thấy đây là một hành vi giết người. Và cụ thể theo quy định tại điểm DN khoảng 1 điều 123 bộ luật hình sự đó, có thể cấu thành tội giết người rồi nha các bạn. Xong, ông T không tử vong do được cấp cứu kịp thời nên họ sẽ phải chịu trách nhiệm về tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt, khung hình phạt lên đến 20 năm tù giam. Cũng theo nhận định của luật sư Thơm, các đối tượng tên có thể sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm Y khoảng 1 điều 52 của bộ luật hình sự là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi và phụ nữ có thai hoặc người trên 70 tuổi trở lên. Vậy rạch nát đầu cha 74 tuổi để ngăn bán đất chữa bệnh, vậy hắn này đã còn tình người hay không? Theo báo Dân Trí đưa tin tức đó, ông T có 5 người con, đó là 2 trai 3 gái. 4 năm trở lại đây, ông bị khối u ác ở Son Lê, phải điều trị nhiều nơi, tốn nhiều chi phí. Từ đó người cha 74 tuổi đã bàn bạc với các con chia phần đất 1.400m2 của mình ra. Sau đó ông thống nhất chia cho người con trai tưởng là ông Tê á, ông Tê này nè, là 6 lô, người này có trách nhiệm phải thờ phụng ông bà tổ tiên, ba người con gái và con trai thứ mỗi người chỉ một lô mà thôi, lô còn lại ông giữ để bán lấy kinh phí chữa bệnh phòng thân khi nguy kịch. Tuy nhiên theo lời của ông Tê này thì người con trai trưởng cho rằng mình phải được hưởng thêm một lô nữa là 7 lô mới đúng để lo cho ông bà tổ tiên sau này. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4, ông Tê tiếp tục bàn với cha của mình á việc bán đất chữa bệnh thì bị anh này lớn tiếng. Thấy ông cha cầm cây lên đe dọa đánh nên người này á là người con trai và cháu á liền dùng cây đánh vào tai khiến ông lão ngã xuống đất. Sau đó không biết hai cha con tên này đã dùng vật nhọn gì rạch nát đầu của tôi, mắt nhiều máu, tôi ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở bệnh viện. Ông Tê đã buồn bã và kể lại như vậy. Được biết khoảng 16 giờ 40 phút ngày 20 tháng 4, khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên tiếp nhận ông Tê trong tình trạng đầu chảy nhiều máu, vùng da đầu và mặt.
qua sơ cứu, bệnh viện xác định trên phần mặt và đầu của nạn nhân có tổng cộng 17 vết thương các bạn, chiều dài từ 0,2cm đến 0,8cm. Một khúc nhìn nào. Đó. Và một vết thương cẳng tay trái. Sau gần 5 ngày điều trị, hiện sức khỏe của ông T đang dần ổn định. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Cái này có cần điều tra để làm rõ không các bạn? Tống vào tù ngay thôi chứ vào điều tra cái gì nữa. Rờ chữa mong mày. Bây giờ không còn biết nguyên nhân như thế nào. Con đánh cha mẹ là đã là tội bất hiếu. Một cái thứ tội bất hiếu này thì tống vào tù ngay thôi chứ không cần phải điều tra cái gì nữa hết. Cứ cho 6 lô rồi mà còn chưa chịu mà đòi đi. Trong khi mấy người kia nữa, ba người con gái với người em á, thì mỗi người có lô mà người ta có nói tiếng nào hay không. Còn cái tên này được 6 lô rồi mà còn nói này nói nọ, rồi đòi thêm nữa. Trong khi một lô kia của cha già trị bệnh chứ có phải là ông ta dùng vào việc gì không, cờ bạc rượu chè gì không. Sao cái thứ này nó không hiểu. Còn đứa cháu mà lại không biết. Thật sự báo chí thì nó không có đưa lên cái hình ảnh của hai cha con mà người cháu này nè. Thì phải có mà tôi để ngay đây nè các bạn. Nhìn cho biết cái bản mặt của cái tụi nó như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn.